Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Vinh Vlog. Thì buổi chiều hôm nay em cũng tiếp tục cập nhật một số thông tin được gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn thương chị Loan được biết nha. Thì hiện tại bây giờ cũng có một cô khán giả 60 tuổi quê ở Vĩnh Long á, là cũng bức xúc về mẹ con cám, cho nên là cũng gọi điện thoại cho em. Thì cũng lên tiếng nói về mẹ con của cô cháu gái này rất là nhiều luôn cô chú. Thì cô là cô hai đó, hồi trước á, là cố nghệ sĩ cũng về ở dưới Vĩnh Long á, là cũng hát 2 ngày. Thì cố nghệ sĩ cũng có là ẩm theo người con gái đó là chị Hồng Loan á, là cô hai chính là người giữ chị Hồng Loan và nấu ăn 2 ngày cho cố nghệ sĩ hát ở dưới Vĩnh Long nha cô chú. Cô hai á, là được cố nghệ sĩ tặng một cái món quà làm kỷ niệm á cô chú, đó là một cái viễn sổ tay á cô chú anh chị. Nhưng mà rất là tiếc cho đến cái thời điểm hiện tại bây giờ á, là cô hai cũng không có giữ được cái món quà của cố nghệ sĩ tặng nha cô chú. Vì chẳng may á, là cái hồi đợt đó là cháy nhà, cho nên á, là cô hai cũng không có kịp thời để lấy cái món quà đó ra nha cô chú anh chị. Nhưng mà cô hai nói rằng á, là cố nghệ sĩ rất là hiền luôn, cố nghệ sĩ đi đến đâu á, là ai ai cũng đều yêu mến hết đó. Có người á, mà mời cố nghệ sĩ dành nhau luôn cô chú, dành nhau mời cố nghệ sĩ vào nhà để ở, rồi dành nhau để nấu cho cố nghệ sĩ ăn luôn đó. Cố nghệ sĩ sống rất là tốt luôn. Nhưng mà đến cái thời điểm hiện tại bây giờ á, cô hai cũng lên tiếng nói luôn. Cô hai nói rằng á, nếu mà cô hai mà giữ được cái món quà của cố nghệ sĩ á, thì cô hai sẽ đem lên lại Sài Gòn và sẽ đến cái quán hủ tiếu á, và liền thẳng vô mặt của mẹ con của cô cháu gái luôn cô chú. Cô hai rất là bức xúc cái câu chuyện của mẹ con của nhà cám ở kế mà đòi tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ để lại cho con gái, đó là chị Hồng Loan. Thì đến cái thời điểm hiện tại bây giờ, cô hai cũng lên tiếng nói rõ ràng luôn. Chị Hồng Loan rất là hiền nha cô chú. Cái lúc nhỏ chị Hồng Loan hiền lắm, dễ thương lắm đó. Cố nghệ sĩ rất là yêu thương chị Hồng Loan luôn. Nhưng mà đến cái thời điểm hiện tại bây giờ, cô hai cũng bức xúc. Cô hai nói rằng là tại sao mẹ con của cô cháu gái sống không biết cái ơn. Cái ơn ở đây cô hai muốn nói là hồi trước cô Sáu nợ nần chồng chất rất là nhiều. Thì cố nghệ sĩ là một người nghệ sĩ nổi tiếng, thì cũng đi hát, cũng có tiền nhiều á cô chú. Đó thì cũng đứng ra lo cho em của mình và trả nợ cho người em của mình cô chú anh chị. Nhưng mà đến cái thời điểm hiện tại bây giờ thì cố nghệ sĩ không nhận lại được cái gì hết. Mà mẹ con của nhà cám thì cũng đang là kiện cáo, rồi đặt điều nói chị Hồng Loan là một đứa con nuôi, một đứa con không rõ nguồn gốc. Cho nên là cô hai rất là bức xúc luôn. Cô hai nói bây giờ có con nuôi đi nữa cô chú, nhưng mà cố nghệ sĩ là rất là yêu thương chị Hồng Loan luôn. Cô hai là người chứng kiến mà đó, cô hai là người giữ chị Hồng Loan để cho cố nghệ sĩ hát 2 ngày tại Vĩnh Long luôn đó. Thì bà con phải nói rất là quý mến cố nghệ sĩ luôn cô chú anh chị. Nhưng mà quý mến cố nghệ sĩ bao nhiêu thì đến cái thời điểm hiện tại bây giờ là cộng đồng mạng, bà con cô chú ghét mẹ con cám bấy nhiêu cô chú anh chị đó. Mẹ con cám rất là tham lam luôn. Thì cách đây 2 ngày á cô chú đó, những người cứ lên nói rằng chúng tôi là gia đình ruột thịt của cố nghệ sĩ. Cố nghệ sĩ đâu có buông ra những cái lời nói thô tục đâu cô chú. Mà hiện tại bây giờ cái chú Bảy với lại là cái bà cô Tết đó cô chú, đó cách đây 2 ngày có cái lên cái một cái live stream á, phải nói rằng một người nghệ sĩ mà sao mất văn hóa quá, lên chửi cộng đồng mạng. Thì chú Bảy này nè, ông sống mà ông không biết ơn luôn chú Bảy. Cái hồi đợt vừa rồi á, ông bệnh rồi ông nói á, ông mắc cái căn bệnh mãn tính, phải kèm cái thở oxy á cô chú anh chị để chụp cái mũi lại á. Đó thì cũng được cộng đồng mạng cũng gửi tiền cho ông chữa bệnh rất là nhiều. Mà đến thời điểm hiện tại bây giờ ông chửi là một cái lũ bò, một cái lũ chó. Ủa sao ông vô ơn vậy chú Bảy?
hồi trước dù sao á, ông bệnh, ông nằm đó rồi ông ho ra máu. Bà cô test á, bà lên bà xin tiền cộng đồng mạng nghĩ tình á, thương cố nghệ sĩ cho nên á, là cũng gửi tiền đỡ cho ông chữa bệnh. Thì đến thời điểm hiện tại bây giờ ông quay ra bắt đầu ông trả ơn bằng cái cách đó nè. Chú Bảy, sao chú Bảy nghệ sĩ nổi tiếng mà chú Bảy buông ra cái lời nói cũng mắc dậy dữ chú Bảy. Một người nghệ sĩ khi mà lâm bệnh rồi bắt đầu lên livestream nói ngon lắm, cuối cùng được bà con cô chú gửi tiền vào cho mình chữa bệnh đỡ xong bắt đầu về lên livestream chửi lại cộng đồng mạng gửi tiền giúp đỡ cho mình là mấy con bò. Ông sống rất là vô ơn luôn chú Bảy à. Đó, chú Bảy với cái bà cô Tết lên livestream là cứ nói tại sao cộng đồng mạng lại đối xử gia đình ruột thịt của tụi tôi như vậy. Ủa đối xử làm sao? Bây giờ đối xử làm sao nữa? Tại vì á, chú Bảy nè, với lại là mẹ con của nhà Cám với cái bà cô Tết này á, là cũng tham lam. Thẳng tình mà nói luôn cô chú, không có muốn á, là cái số tài sản của cố nghệ sĩ thuộc về chị Hồng Loan. Cho nên á, là ganh ăn tức ở mới đi á, là kiện cáo đồ này kia, rồi chửi bới chị Hồng Loan là người con nuôi, người con không hợp pháp đồ này kia. Cô chú anh chị không có đành lòng á, mình sống như vậy là đâu có đúng đâu cô chú. Dù sao đi nữa cố nghệ sĩ cũng đã là nuôi nắng chị Hồng Loan đến nay là cũng 38 năm rồi, thì cố nghệ sĩ phải yêu thương chị Hồng Loan rất là nhiều luôn á. Mà nghĩ sao hiện tại bây giờ cô Sáu nè, với lại là cái cô cháu gái Bá Dơ, rồi bà cô Tết, rồi ông Bảy lên những cái livestream nói con đó nó sống vô ơn. Hồi xưa cố nghệ sĩ là đuổi nó ra khỏi nhà, đuổi ở đâu? Thì hồi xưa cô chị Hồng Loan có chồng thì theo chồng về phía chồng ở chứ sao. Thì bây giờ cố nghệ sĩ mất rồi, chị Hồng Loan là người con thì chị Loan về lại cái căn nhà của ba mình ở chứ, mình ở kế mà sao mà giành được cô Sáu đó. Cứ nói ra là muốn làm theo cái duyên nghiện của chú Năm nào mà đỡ duyên nghiện cho cô Sáu đâu. Cô Sáu là một người phá quá đến nỗi mà bà con cô chú hiện tại bây giờ là cũng lên tiếng chửi rất là nhiều luôn. Mình ăn ở lại đi cô Sáu à, chứ mình ăn ở cái kiểu như mình á, là suốt đời á là sẽ bị cộng đồng mạng chửi nhất là cô chú anh chị đó. Chứ nghĩ sao đến thời điểm hiện tại bây giờ cứ đi lon tin chửi chị Hồng Loan là người con nuôi. Tôi nói cho cô Sáu biết nha, bây giờ là chị Hồng Loan là con nuôi còn được, nhưng mà con nuôi hợp pháp, là người con nuôi được phép là thừa hưởng những cái gì của ba mình đỡ lại nha cô Sáu. Chứ đâu phải là mình là một người em của cố nghệ sĩ là mình muốn là chiếm đoạt tài sản đâu cô chú, đâu có được đó. Mình là người nghệ sĩ mà, mình tự làm tự kiếm tiền tự ăn đi cô Sáu, chứ đừng có gì một chút tài sản rồi lên chửi chị Hồng Loan nói này nói kia. Thì cố nghệ sĩ nhận chị Hồng Loan về nuôi thì chị Hồng Loan là được đứng tên trong cái giấy khai sinh của cố nghệ sĩ, là chị Hồng Loan được phép thừa hưởng nhà cửa đất đai của cố nghệ sĩ đỡ lại chứ. Sao cô Sáu, chắc cô Sáu không đành lòng á cô chú. Cô Sáu không đành lòng cái số tài sản rất là nhiều tiền về tay chị Hồng Loan, cho nên là cô Sáu đang ganh tị đó. Thì buổi chiều ngày hôm nay là em cũng xin phép là được chia sẻ cái video này để gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Hồng Loan được biết nha. Thì hiện tại bây giờ là cô Hai quê ở Vĩnh Long, nhưng mà hiện tại bây giờ là cô Hai đang sinh sống ở Vũng Tàu nha cô chú. Đó, cô Hai cũng rất là bức xúc về cái câu chuyện của mẹ con nhà Cám ở kế mà đội đồng sở hữu đó, rất là bức xúc luôn. Dạ thôi giờ em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Dạ em chào cô chú nha.